Niềm vui hiếm hoi bừng lên trên gương mặt những người dân Israel và Palestine vào sáng sớm hôm 26 tháng 11 khi việc trao đổi con tin và tù nhân tiếp tục được thực hiện sau khi một số tranh cãi đã đe dọa làm thỏa thuận bị sụp đổ. 13 con tin Israel được thả, gồm 6 phụ nữ và 7 trẻ vị thành niên nhờ lực lượng làm trung gian của Ai Cập và Qatar. Hamas công bố video cho thấy một nhóm tay súng đang thực hiện chuyển giao con tin cho Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức sẽ chuyển các con tin về nhà. Có 4 công dân Thái Lan cũng được giải thoát từ Gaza. Theo Hamas, đây là một thỏa thuận riêng biệt do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo bộ bản tin của người Palestine ở phía ngược lại, 39 thân nhân Palestine, trong đó có 33 trẻ vị thành niên, đã được thả khỏi các nhà tù của Israel. Rất đông người dân đã đến ăn mừng ở khu vực bờ Tây. Tuy nhiên, cuộc trao đổi hôm 25 tháng 11 đã bị trì hoãn trong vài giờ và dẫn đến lo sợ thỏa thuận bất thành khi Hamas cáo buộc Israel không thực hiện đúng yêu cầu và đe dọa sẽ từ chối thả người. Hamas cho biết vào thời điểm đó chỉ 65 trong số 340 xe tải chở viện trợ nước ngoài vào Gaza đến từ các khu vực phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chưa bằng một nửa so với những gì Israel đã đồng ý. Lực lượng Israel cho biết việc phân phối viện trợ tại khu vực phía Bắc Gaza là do Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế thực hiện. Tranh cãi cũng liên quan đến việc Israel thả những người Palestine đang bị giam giữ. Tình hình sau đó đã được cứu vãn nhờ những nhà hòa giải từ Ai Cập và Qatar, song điều này cũng cho thấy sự mong manh của thỏa thuận. Phát biểu với đài CNN, ông Majed Al-Ansari, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, trong thời điểm này, điều chúng tôi hy vọng là ở ngày thứ hai hay thứ ba tạm dừng bắn, chúng tôi sẽ có thể giải quyết được nhiều chi tiết từng gây nhiều khó khăn cho ngày hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.